Chính phủ đồng ý đưa luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ ngày 1 tháng 7 thay vì đầu năm 2025. Chính phủ giao Bộ trưởng Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị bổ sung nghị quyết của Quốc hội vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội quyết định việc xây dựng ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 vào tháng 5 theo quy trình xem xét, thông qua tại kỳ họp. Luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản năm 2023 được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2023. Luật đất đai 2024 được thông qua vào tháng 1 năm 2024 và đều có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Chính phủ đề xuất 3 luật này có hiệu lực ngay từ ngày 1 tháng 7, sớm hơn 6 tháng.